Tại sao em khóc? Đi về uống sữa đi, cái thằng thi dinh dưỡng. Đấm bác giơ xuống. Loa 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 loa, sắp tới giờ cung đình mở tiệc. Các cô gái phải nhanh tay lẹ chân để có mặt. Nếu qua giờ ngọ là không còn cơ hội nữa đâu nha. Loa 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 loa. Mẹ, chị Tánh đi đâu kìa? Ủa con, con đi trị hội cung đình gặp vua hả con? Dạ. Ôi vậy có chuyện nhà của mẹ? Chuyện nhà con làm xong hết rồi mẹ. Nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, quét nhà. Đậu của mẹ? Dạ, đậu xanh ra đậu xanh, đậu đỏ ra đậu đỏ. Con lừa sẵn cho mẹ mấy ký đủ cho mẹ ăn tới cuối tuần luôn rồi đó. Dạ con đi nha mẹ. Khoan, con gái. Mẹ nghĩ ra là dạo này mẹ ngán ăn chè quá con. Tự nhiên mẹ thèm cà phê, nay mẹ uống cà phê rồi. Đây là bịch cà phê 3 trong 1. Nhưng mà mẹ chỉ uống cà phê nguyên chất thôi. Con lựa giùm mẹ đường ra đường, sữa ra sữa, cà phê ra cà phê. Lựa xong rồi hãy đi nha con. Nhớ đừng có lẫn hắt nào nghe chị. Nhưng mà như vậy thì trễ giờ mất rồi mẹ. Trễ giờ hả con? Ở nhà. Ở nhà. Lựa xong thì giới bắt một nồi cơm, gánh 2 thùng nước, giặt 3 thao đồ, tới 4 xào rau, cho 5 con trâu ăn nữa nghe chị. Lát hồi mẹ mà về mà chưa xong á thì liệu hồn với mẹ nha con gái. Thôi thôi đi hút anh vô về đi mẹ. Anh chở gì đi con. Tại sao em khóc? Ông Bụt ơi, ủa là ai vậy? Anh không phải là Bụt. Anh xin tự giới thiệu với em, anh là Sonic Siêu Thanh. Ở đâu có gái, ở đó có anh. Hả? Ý anh lộn. Ý anh là ở đâu mà có gái cần giúp đỡ á, là ở đó có anh. À, mà em có chuyện gì? Chuyện gì chứ, chuyện đó là chuyện nhỏ, anh giải quyết trong 1 nốt nhạc. Trời ơi, chém gió nữa làm sao mà có người mà sao không được chứ trời. Xong rồi đó, em đi chơi đi. Nhưng mà còn những công việc cám mà mẹ giao cho em nữa. Trời, tưởng gì, chuyện nhỏ, đợi anh chút. Xong rồi đó, em đi trễ hội đi cho kịp giờ. Em không cần đi gặp nhà vua nữa đâu. Nhà vua làm sao mà nhanh nhẹn tháo vát đảm đang việc nhà bằng anh. Từ nay em chỉ muốn có vận tốc âm thanh Sonic thôi. Em muốn có được anh hả? Muốn có được vận tốc âm thanh Sonic thì mau vào game One Burn Man. One Burn Man The Strongest. Đăng nhập phát nhận luôn SSG vận tốc âm thanh Sonic và 85 lượt quay tướng miễn phí. Tải game ngay tại App Store và Google Play. Đánh phát kết. Cứu thế giới. Phải không? Cứu thế giới. Cứu thế giới. Giúp mình nha. Có Yuko đi thực thi công lý thôi. Đúng rồi, chu cái mỏ ra cho anh hung một cái nè. Tên mập kia. Tên mập thối tha kia, hãy thả cô ấy ra. Nếu không, ta sẽ cho ngươi nếm mùi cú đấm giận dữ thiên hạ vô địch vũ trụ của ta. Đi về uống sữa đi, cái thằng si dinh dưỡng. Đấm phát chết xuống.
Cú đấm giận dữ của mày sẽ bằng cú đấm ngàn cân của tao. Mất hứng à. Tức dầu gió đi. Cảm ơn em. Yêu thì đừng có ra gió. Tự đụng anh cao to đẹp trai đến cứu không à. Làm la muốn chết. Trời ơi, làm sao ta có thể có sức mạnh như Saitama để bảo vệ mọi người đây chứ hả? Có thật ngươi muốn sức mạnh giống như Saitama ta không? Có. Hãy chơi ta đi. Tôi là trai thẳng. Tôi rất là âm mộ ông. Nhưng mà tôi với ông không thể nào đâu kiếm với nhau được. Ngươi nghĩ bậy cái gì vậy hả? Ý ta là chơi game One Punch Man The Strongest, ngươi sẽ sở hữu cú đấm đầy mạnh mẽ giống như Saitama ta nè. À, One Punch Man The Strongest, game mobile nguyên tác anime One Punch Man đầu tiên tại Việt Nam, chính thức được ra mắt tại ngay tại Google Play và App Store. Đây là Nam. Giới tính Nam. Nam năm nay đã 20 tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình chắc da. Không phải Nam ế đâu nha, mà vì Nam đã lỡ đem hết cái bộ đồ lòng của mình chỉ yêu một người. Đó là cô gái mũi trong bộ truyện One Punch Man. Nếu anh chết để cho em được sống, anh cũng nguyện đồng ý. Hãy đến hút máu anh đi cô gái mũi. Cơ thể này là của em, thân xác này là của em. Hút hết máu anh đi. Cô gái mũi không tìm tới Nam, nhưng cơn sốt xuất huyết đã tìm tới Nam. Lần này Nam giả làm đường tăng để dụ cô gái mũi ra. Vì Nam nghĩ rằng ở đâu có đường tăng, ở đó sẽ có yêu quái. Mũi ơi, mũi à. Mũi à, mũi ơi. Em đâu rồi? Đường Lan. Trời, em đứng đây chờ chàng từ sáng giờ. Là nàng. Có phải là nàng không? Cô gái mũi. Mũi nào? Ba là ông Tinh mà. Ta chờ người đến đây để ăn thịt đó. Không phải, không phải, không phải. Tôi không phải đường tăng gì hết trơn á. Tôi có tóc nè. Tóc hay không cũng ăn. Thiệt không? Người đi làm loạn à. Chị ông nâu 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 nâu. Chị bay đi đâu đi đâu. Con gà trống mới gai. Ông mặt trời mới dậy. Mà sao không thấy chị đâu. Giảm xuống trần gian làm loạn. Sao không hiện quyết lên. Ta xin lỗi nhà ngươi. Đây là con ông Tinh, tên của nó là Nâu Nâu Nâu. Đang lúc ta đánh cờ với các chiến hữu thì nó bay đi đâu ta không biết. Không ngờ nó xuống trần gian để hại người hiền. Thôi, giờ mọi việc đã xong, ta xin kiếu. Ông khoan ông ơi. Gì nữa? Ông có thể giúp con tìm cô gái mũi được không? Được, ta sẽ cho ngươi một bỏ bối để tìm cô gái mũi. Trời ơi, cái điện thoại của bắp mà bỏ bối gì? Nhưng mà điện thoại của ta có game One Punch Man. Muốn gặp cô gái mũi phải vào chơi game One Punch Man The Strongest để nhận ngay tướng cô gái mũi miễn phí, khỏi đi tìm ở đâu cho nó mệt. Đăng nhập phát nhận luôn XR nữ dương mũi và 85 lượt quay tướng miễn phí. Tải game ngay tại Google Play và App Store.